Bạn đã bao giờ gặp trường hợp sạc tuy nhiên thì pin không vào như này chưa? Vô cùng khó chịu phải không nào? Hôm nay thì mình lại có một đơn hàng thay chân sạc của chiếc Samsung Galaxy Note 9. Vậy khi nào thì bạn cần phải thay chân sạc của chiếc Samsung Galaxy Note 9 hay là bất kỳ một chiếc điện thoại nào khác? Đầu tiên đó chính là khi mà cắm sạc thì máy hoàn toàn không nhận sạc nha các bạn. Và điều này thì chúng ta buộc phải thay chân sạc thôi. Tại vì những con máy ví dụ như Samsung Galaxy Note 9 sẽ có sạc không dây. Tuy nhiên thì sạc không dây sẽ gây hư hại máy khá là nhiều vì cái nhiệt độ của máy nóng lên khá là cao nha các bạn. Về trường hợp thứ hai đó chính là máy nhận sạc nhưng lại có lúc vào, có lúc không. Điều này thì sẽ khiến cho pin của chiếc máy gây tổn hại ít nhiều. Gần đây thì có rất là nhiều những cái lời khuyên và mình đồng ý với những lời khuyên đó, như là các bạn có thể cắm sạc lúc nào tùy thích. Ví dụ như các bạn có thể cắm sạc trong lúc 70% chẳng hạn, hoặc là 30% đã cắm sạc rồi. Nhưng việc mà chúng ta cắm sạc này và cũng như rút ra liên tục giống như là cái việc mà máy nhận sạc nhưng có lúc vào có lúc không như vậy khiến cho pin của chúng ta hư hại rất là nhiều nhé. Và trường hợp thứ ba đó chính là thời gian sạc pin kéo dài hơn ban đầu rất là nhiều lần. Điều này thì chúng ta sẽ cần phải xem xét lại cái phần cổng sạc. Và sau khoảng 60 phút thì bạn kỹ thuật viên bên Fastcare cũng đã tiến hành sửa xong cái phần chân sạc của chiếc Samsung Galaxy Note 9 và nhận sạc nhanh hoàn toàn bình thường nha các bạn. Và sạc nhanh của con máy này chỉ là sạc 15W thôi. Thời hạn bảo hành cho cái phần chân sạc này lên tới 6 tháng để các bạn có thể yên tâm. Vâng, cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi.